Nhận định PSM Makassar với Bình Dương, 15 giờ ngày 26 tháng 6, bán kết lượt về khu vực Đông Nam Á, AFC Cup 2019, sân Pakansari. So với trận lượt đi, Bình Dương không còn ưu thế về mặt sân bãi. Dù vậy, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn vẫn rất tự tin vào việc sẽ bảo toàn được thành quả, phong độ của hai đội và đội hình ra sân. Sau khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở trận lượt đi, Bình Dương đang tràn trề cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Chỉ cần không thua, hoặc thua với cách biệt một bàn, nhưng ghi được bàn thắng vào chiều nay, thầy trò Nguyễn Thanh Sơn sẽ giành quyền đi tiếp. So với trận lượt đi, Bình Dương không còn ưu thế về mặt sân bãi. Dù vậy, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn vẫn rất tự tin vào việc sẽ bảo toàn được thành quả. Tất cả xuất phát từ việc đội bóng đất thủ đang đạt trạng thái rất tốt, cả về phong độ lẫn tinh thần. Thống kê 3 trận vừa qua cho thấy, Bình Dương đều ca khúc khải hoàn. Nếu lấy mốc từ đầu tháng 5, đại diện V-League thua duy nhất một trận, đó là cuộc tiếp đón Quảng Ninh hôm 24 tháng 5, còn lại thắng 6, hòa 2. Riêng tại Cúp Châu Lục AFC Cup, Bình Dương đang có mạch 5 trận toàn thắng, 3 trong số đó giữ sạch lưới. Xét theo thành tích kèo, đội bóng áo xanh còn gây ấn tượng hơn, khi vượt rào thành công 8 trên 9 trận vừa qua, gồm 3 trận mới nhất trên sân đối phương, niềm tin dành cho Bình Dương càng được củng cố. Khi đối thủ của họ, PSM Makassar đang gặp trục trặc về phong độ, mà việc hòa 1, thua 1 ở 2 trận gần đây là minh chứng. Theo châu Á, họ thắng vỏn vẹn 1 trên 4 trận vừa qua. Thế nên, dù mức chênh lệch handicap mà nhà cái đưa ra có thế nào, thì Bình Dương vẫn là lựa chọn rất an toàn dành cho giới đầu tư.